Quan trọng là tất cả bạn quay trở lại với kênh của tôi, chúng ta sẽ tiếp tục chương mục không, không phải tiếp tục chương mục là hôm nay sẽ chơi tựa game Minecraft phiên sinh tồn phiên bản 1.16 là Minecraft là Minecraft. Và tôi xin nói luôn là nói chung là hồi nãy tôi có quay video rồi, tôi có quay rồi, nhưng mà có điều đó là chết ngu đó, chơi mà như một pha bấm phím ngu lỡ tay bấm phím rớt xuống lava và chết và mất đồ. Và tôi quyết định là thoát ra đó mà chỉnh lại bật cái chế độ gian lận lên, nhưng mà không ngờ là nhưng mà tôi không biết cách bật, nói chung là tôi không biết cách bật hay là nó bật không được hay sao đó, cho nên là tôi xóa nguyên thế giới luôn. Và tôi quyết định quay lại từ đầu, tôi quay lại từ đầu đó vậy luôn thôi. Và tôi xin nói với bạn luôn là thông báo với bạn luôn là có thể là những cái video mà nội dung về reaction tiếp tục thay hạn, có thể sau này tôi sẽ hạn chế trên kênh của tôi. Bây giờ đơn giản là tôi vừa mới dính một gậy, tôi vừa bị ăn một gậy từ YouTube, không nó nói chung là tôi bị ăn một gậy từ ngày hôm qua rồi. Ngày hôm qua hay ngày hôm kia gì đó, nói chung là tôi nhận được cái Gmail nữa, không à, video của bạn đã bị gỡ xuống do khiếu nại bản quyền từ diễn đi lên. Tức nghĩa là bạn hiểu gì nè, tôi reaction video á là tôi reaction video của người ta là hầu như là tôi không có xin phép, mà tôi chỉ lấy cái link đó và tôi dán vô cái phần mô tả thôi, đó là tôi nói là nguồn dưới đó, nguồn phía dưới đó đó. Thì nói chung là cái nói chung á là thật ra thì ban đầu á tôi cũng suy nghĩ lại đó là mình nghĩ là mình đã xin phép người ta trước đó mình mới react sau. Nhưng mà tới cái lúc mà tôi đi kiếm Gmail của người ta đó thì không thấy một cái Gmail nào cả. Nhầm kênh thì có để đó, nhưng mà nhầm kênh không thấy một cái Gmail nào hết, cho nên là thôi tôi quyết định là thôi cứ lấy cái link video của người ta dán cho đó, rồi nói là ở nguồn đó đó, nguồn ở chỗ đó, bấm vô đó. Rồi thì nói chung thì có thể là anh diễn đi lơ không chấp nhận cái hành động đó của tôi, anh đã tố cáo lên YouTube và YouTube đọc cho tôi một cái gỡ video của tôi xuống luôn. Và tôi cũng đã đồng thời tôi cũng đã xóa video reaction về thầy cô giáo của anh Lungi. Anh Lungi á, nói chung là hai anh đó thì lúc trước là về làm việc chung với nhiều anh khác nữa đó, nhưng mà cũng cưới vợ sinh con lập gia đình thì giờ tách ra rồi, mọi người mất hướng đó này kia nọ đó. Cho nên là có thể là tôi không làm video và không react về hai kênh của hai anh đó nữa đó. À, tôi có thể là tôi sẽ hạn chế chút đỉnh, hạn chế chút đỉnh này kia nọ đó. Và nói chung là được xem của hai video đó nó cũng không có nhiều đâu, cho nên là không có cũng sao cả đó. Và tôi đã bị dính một gậy, nhưng mà tiếp tục tôi bị dính thêm một gậy nữa là vậy, tôi mà tiếp tục tôi dính thêm tôi chỉ còn hai cơ hội thôi, nhưng mà tôi tiếp tục tôi dính thêm nữa là đảm bảo tôi cái kênh YouTube của tôi bay màu luôn. Rồi không nói nhiều nữa, giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thế giới mới. Và tạo thế giới thì đây là ngày 31 tháng 12 năm 2020, chúng ta sắp qua năm mới rồi. Thì tạo thế giới hả, 116 thì gọn mệt quá. Rồi chế độ là sinh tồn, độ khó là dễ, cho phép bật chế độ gian lận. Rồi để mà tôi chỉnh cái lệnh chết không mất đồ thôi, tôi chơi ngu cực, tôi chơi ngu thì tôi cứ việc gian lận thôi, tôi cũng sợ vậy đó. Thì chọn thế giới khác mặc định rồi gói dữ liệu thì chọn thế giới hạt giống thế giới này, chúng ta cùng nhau gõ một cái hạt giống nào đó, thế là để ngẫu nhiên thôi. Tôi sẽ đánh một cái sẽ gõ một cái hạt giống như thế này đi. Ai biết. Đại diệt muôn năm. Vậy đi cho nó hùng hồ khí thế lên tập. Rồi vô. Hy vọng sẽ có một cái gì đó đẹp đẹp. Sẽ cho một cái địa hình gì đó nó đẹp đẹp một xíu. Ê bà. Tôi vừa nhìn thấy gì đấy.
Nani? Thiệt luôn á hả? Tôi nói là cho địa hình nào đẹp đẹp xíu, cuối cùng anh ba nó đẩy tôi ra, nó đưa tôi ra ngoài đảo chơi với khỉ luôn kìa. À đâu, nó kêu cho mày cho tao một cái địa hình nào nó đẹp đẹp, cuối cùng nó đưa tôi ra ngoài đảo chơi với khỉ luôn. Ôi vãi à, trời ơi vãi vãi cả game. Khoan để tôi chỉnh góc nhìn 25 mày. Ừ, để có thể nhìn xa xa xíu có cái gì không. Trời ơi trời, kêu cho địa hình rồi đẹp đẹp xíu, cuối cùng nó đài mình ra chơi, đài mình ra ngoài đảo chơi với khỉ luôn. Hay ghê luôn á trời. Quá hay thật sự. Rồi. À không không không. Trời mẹ, tưởng nó cho cái gì, ai ngờ nó cho sa mạc. À toàn sa mạc không, cái toàn cát chứ là cát. Địa hình công nhận đẹp ghê luôn á. Toàn sa mạc chứ là cát không à. Không có gì cho. Đất liền thì là sa mạc. Ồ đây rồi. Tính ra mẹ cũng không nhẫn tâm cho lắm nè. Rồi đó tới giờ mất thời gian rồi. Ồ. 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 Trời. Trời má, có một cái ngôi đền dưới biển kìa. Ở hay có nguyên cái đời ngôi đền dưới biển luôn được, nhưng mà nếu như mà mình đi qua đó thì mình sẽ bị gì dính hiệu ứng là đào chậm, mà đào chậm thì nó đào lâu lắm, cho nên là ok mình chụp cái hòn đảo này cũng đẹp đấy chứ bộ ra ngoài. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc như làm các công việc như mọi người, mọi người như mọi người YouTuber khác, YouTuber Minecraft khác thường đi làm. Chặt cây cái gì, chặt cây bình thường. Tạm thời bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sống trên cái đảo này trước, rồi mọi công việc bên. Ok bạn chế tạo rồi, tiếp tục đặt cho một cái cuốc như thế này đây. Rồi rồi chúng ta sẽ cùng nhau xuống. Đã xuống luôn, kiếm đá vào đào liền. Chơi game Minecraft nó rất là mất thời gian, cho nên là chúng ta thành thạo được cái nào chúng ta phải làm cái việc làm cái đó, thành thạo được cái kỹ năng này chúng ta có việc quất cái kỹ năng đó. Và bây giờ cứ việc đào xuống và tìm cái cường. Mình sẽ đào một hơi, mình sẽ đào một lúc để mà kiếm số lượng đá nhất định để mà chúng ta nâng cấp lên cái thời kỳ cầu đá. À một khoảng hạt giống. À, bây giờ chúng ta đang gặp một vấn đề trở ngại, đó chính là hiện tại cái đảo mình nó không có cỏ. Bởi vì nếu mà cái đảo mình không có thì mình sẽ không thể nào có được hạt giống, mà không có được hạt giống chúng ta sẽ không thể nào trồng lúa được, mà không trồng lúa được chúng ta sẽ không có đồ ăn, mà không có đồ ăn chúng ta sẽ chết đói, mà chết đói chúng ta chết luôn. Nói chung là nó vậy đó. Vì chúng ta phải qua bên những cái hòn đảo khác để mà chúng ta tìm kiếm đồ ăn thức uống, chúng ta phải bắt buộc qua bên đó rồi. Cái rìu này sáng này và cây. Ồ, hết rõ rồi. Thì chúng ta chỉ còn gì, mình sẽ hết gỗ rồi, mình sẽ lấy một ít gỗ. Ôi. Ồ, sao tự nhiên nát cái này. Ồ, hên quá, đảo bên kia có cỏ kìa mọi người. Hay được, cái đảo bên kia có cỏ, cái đảo bên này không có cỏ nhưng mà cái đảo bên kia có cỏ. Rồi. Nhưng là mình chỉnh hơi quá cho nên hơi lag rồi. 20 thôi. Mượt mà hơn xíu nè. Đó. Cái cục này luôn. Rồi. Chặt cái cây luôn, sợ gì. Đúng rồi. Làm cái lò. Chúng ta sẽ nung cái gỗ này mình để mình lấy than. Đó. À, đã có cỏ.
nhưng mà khá là ít. Thì giờ mình sẽ ra được một cái hạt giống nào đó. Ra dùm tao một hạt giống đi trời. Ôi nó có tâm ghê luôn á. Kêu cho một cái địa hình nó đẹp đẹp, cuối cùng đài mình ra đảo cho khỉ. Ôi tao chết rồi. À hên 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 hên. Mình tính nói là ha, mình chơi ngu, mình đi bỏ gỗ vô. Mình đi bỏ gỗ vô mà mình không chịu làm cái thuyền đi cho nó nhanh. Tại chúng ta ra trên biển. Vì thuyền là một cái công cụ khá là quan trọng. Quên, đại diệt muôn năm. Đại diệt muôn năm, mã hạt giống thế giới đài con người ta ra ngoài đảo chảy thì khi hệt như số phận của người dân Việt Nam mình luôn. Toàn bị cướp bóc hà hiếp, chém giết không. Quên lộn xiếc. Nhưng mà chúng ta vẫn sống được đó. Khoan, chờ tí. Âm thanh hơi lớn. 30 đi. Tuy bị hà hiếp giả và giật cướp bóc nhưng mà chúng ta vẫn có thể tồn tại và sống được. Chúng là Việt Nam là một 16 giống 7 giống. Đảo bên đây là đảo không có gì luôn, chỉ có cỏ thôi. Yeah, ok gì kia. Gì kia? Nó là cái gì? À, một cái cổng địa ngục. Đấy, được. À mà khoan, nó nằm dưới biển rồi đi. Nó nằm dưới biển rồi sao mà mở được ra được. Cái cánh cổng địa ngục đó, nếu mà nó nằm ở dưới phía, nó nằm dưới biển là các bạn không thể nào mà bạn kích hoạt nó được. Các bạn muốn kích hoạt nó là các bạn có đem nó lên bờ. À, hay ho ghê chưa. Mình sẽ qua bên đây mình lấy mía. Hy vọng là cái chỗ sa mạc này nó là đất liền. Nó là đất liền chứ nó không phải là một hòn đảo. Nếu như nó là một hòn đảo thì chúng ta sẽ rất là cực. Cực khổ nhiều thứ lắm cho bộ dở ngoài. Ồ hên quá, đây là đất liền. Oh yeah, mà thôi kệ đi, tao thích sống ngoài đảo hơn. Đất liền thì chúng ta sẽ vào, chúng ta khai phá sao. Hiện tại bây giờ thì chúng ta chung ngoài đảo đó, nó cũng có thiếu thốn gì nhiều lắm. Ô bí ngô, được, ngon. Được, bí ngô. Lấy luôn. Hai quả. Ô, có sắt luôn nè. Có sắt luôn, được. Trời ơi. Hay ghê luôn. Nhớ là cái kiện cho một quên làm cây cuốc sắt. Thôi bây giờ chúng ta quay trở về đi, trời cũng bắt đầu sắp tối rồi, mình không thể nào mình ở yên chỗ hoài. Không, mình phải né những cái chỗ mà không, cái chỗ quên cái chỗ mà lâu đài dưới nước đó, nó nằm mà phải gì ta, thủy cung. Cái thủy cung thì nó nằm bên kia chứ không phải nằm bên này, cho nên không có lo. Mình có lo đi ngang cho nó thì mình sẽ bị dính cái hiệu ứng đào chậm nó thì các bạn như nó đào lâu ghê luôn. Rồi bây giờ thì đói rồi, chết bà không, đói rồi. Tôi đảm bảo với mọi người trên đảo này thế nào cũng có giật. Trên đảo này thế nào cũng có giật thôi, bây giờ đang giải cái đảo này cũng khá là rộng. Đảo này nó cũng khá rộng chứ không phải giỡn rồi. Mà sao cái thằng khứa này mà không rụng ở. Tôi cứ tự hỏi là tại sao chặt rồi mà tại sao nó không rụng lá. Thì ra là hay. Rồi bây giờ thì chúng ta đã hết thời gian rồi.
rồi mình phải nướng cái này lên nhé. Ủa cái này chúng ta có thể làm một cái hộ được không mọi người? Cái địa hình lấp lóm như này. Sáng toàn cái đảo luôn. Nói chung là đuốc mình thì có 8 cây vậy. Không thể nào mà thắp sáng toàn thể cái đảo này được. Mình thôi kệ đi, à, có đỡ không? Rồi. Hay quá. Không ngờ là tôi hay tới mức độ như luôn mọi người. Ủa. Nghĩ sao một cái vùng đất cằn cỗi như thế này mà tôi vẫn có thể nào tôi sống được. Nghĩ lại thấy mình cũng quái, ngầu, đỉnh kéo chứ. Giỡn hoài chứ. Nghe tôi cũng hay lắm mới giỡn hoài. Không. Dù kênh YouTube của tôi nó hơi cùi cùi chứ thôi, 72 người đăng ký, nhưng mà trong vòng 2 năm tôi làm được có 72 người đăng ký mà thôi kệ đúng không? Nó là cái niềm vinh hạnh quý báu. Đối với ông có thể là cùi, mà đối với tôi là một cái sự tự hào đáng có. Bởi vì đơn giản là có những người ha, là dưới ít người đăng ký của tôi đúng không? Nó nhầm người ha, có sáu mấy người đăng ký thì tôi bảy hai người đăng ký, tôi bảy hai người đăng ký tôi hơn ta rồi. Bởi vì cho nên đó là phải lạc quan lên để mà sống đó. Hãy suy nghĩ tới những điều lạc quan lên, hãy lạc quan lên đi mọi người ơi đó. Rồi bây giờ là vấn đề tiếp theo, nói chung là chúng ta không có đồ ăn. Không có đồ ăn thì làm sao đây? Bây giờ nếu như mà mình đi đào khoáng thì mình sẽ không có đủ thức ăn và không đủ thức ăn và không đủ đuốc. Đuốc thì không đủ. Ôi, làm sao đây? Chuyện này thật là nan giải. Bí ngô có thể dùng để mà bí ngô thì chúng ta có thể dùng để mà làm bánh được, nhưng mà để mà làm bánh chúng ta cần phải có trứng gà, mà nhất thời trứng gà đâu ra? Đó mới là cái điều đáng để suy ngẫm. Rồi. Tôi có ý này nè. Bây giờ mình sẽ đi qua những cái hòn đảo khác. Mình quánh sắc mặt cái con nhện đó mà chúng ta. Đây, chỗ này quá trời quá đất zombie creeper gì đó thứ đó. Nhưng mà mình cần nhện. Không biết tại sao mình cần nhện không? Bây giờ đơn giản là ha. Mình cần nó để mà làm cần câu. Hết không? Có đủ mọi thứ nhưng mà bây giờ chết đói. Rồi chuẩn bị mọi thứ cho đã, giờ chết đói là quê lắm trời. À đúng rồi, trời ơi tại sao tôi không nghĩ ra. Ở biển chúng ta có gì? Chúng ta có tảo. Trời ơi, hái tảo mà ăn. Trời đất mẹ ơi, quên cái tảo nữa chứ. Chết luôn rồi. Tự nhiên tôi nhìn thấy bản thân tôi thấy tội mọi người. Còn ăn tảo là ăn gì không à? Không ăn cái gì ra hồn hết chứ. Tốc độ ăn ghê chưa? Tảo thì nó hồi thức ăn nó chút xíu à. Nhưng mà thôi kệ đi, thật có đơn không. Chưa bao giờ mà tôi thấy tảo nó quý vậy đâu mà. Mấy đợt sinh tồn là chết nó toàn là bỏ không à. Gặp là bỏ mà. Bây giờ thấy nó quý cực kỳ đâu. Ô, zombie kìa. Oh.
Ôi trời mẹ, ở đây có mía. Trên đảo của mình có mía nhưng mà mình không hay biết gì cả. Chết luôn rồi. Rồi. Rồi bây giờ là đỡ trời sáng thôi. Chứ bây giờ ha cũng không có gì để làm hết trơn. Gần như hết chuyện để làm luôn đó. Mấy cái cây này nếu như mà nó chưa lớn rồi nó không thì coi như là nếu như mà mấy cái cây mà tôi trồng á nó lớn lên đó, thì chúng ta sẽ có việc để mà làm, còn nếu như mà nó vẫn chưa lớn chúng ta vẫn phải ngồi đợi. Rồi giờ ngồi đợi đi. Coi thì sau một hồi đợi thì nói chung là trời nó cũng sáng rồi. Nói chung là trời sáng thì chúng ta có thể làm được công việc rồi. Tôi nghĩ thì nói chung cái cây á thì tôi có thay đổi vị trí nó, thay đổi vị trí trồng. Bắt đầu là trồng hai cây sát khít lại nhau luôn. Nhưng mà mình theo tôi nghĩ chắc là trồng như vậy thì nó sẽ không, cây nó sẽ không phát triển được. Cho nên là tôi đã dời nó đi. Giờ mình nói chung tôi nghĩ tôi là nên qua bên đất liền để mà tìm kiếm một chút gì đó gọi là sự trợ giúp của mẹ thiên nhiên. Đảo đó theo như cái đảo đó, cái đảo mà tôi đang ở đó thì theo như thấy là nó đẹp, ngon cũng được, nó có thể là tôi sẽ sống ở đó luôn. Đất liền thì tôi cũng thấy là tôi cũng có thể là tôi sẽ vô đấy, nhưng mà thôi cái đảo đó cũng đẹp. Rồi sẵn tiện chúng ta đặt tên hòn đảo luôn nha, không biết mình đặt tên hòn đảo Hoàng Sa đi, Hoàng Sa Trường Sa đi mà. Cái mà cái khu vực tôi đang ở sẽ là Trường Sa, cái khu vực mà tôi chưa ở nó sẽ gọi là Hoàng Sa. À, mới vậy đi ta. Ừ, như đánh dấu lịch thổ nó Việt Nam mình. Thôi thử đi vào đây coi. Nói chung là tôi vô đây cũng có nhiều đó. Nói chung là hay lên đất liền này để kiếm cái gì đó có thể lấy được về, lấy gì đảo là mình lấy thôi. Ủa, có sắt kìa. Mà có cốt đâu đảo. Đúng rồi, sẵn tiện đây ha, làm cái bàn chế tạo luôn. Mùa Giáng sinh đã qua đi rồi mà Minecraft vẫn để lại cái gì đó, cái nón đó. Tôi nghĩ tôi nên bắt một số con vật. Đầu tiên thì mình phải giết mấy cái thanh niên có cái màu da trắng trắng xám xám đen đen này trước đã. Nhưng mấy thanh niên này rất là cần để cho chúng ta tạm trú ở đây nữa hả. Còn thanh niên nữa, nhớ còn nãy mới thấy còn cái thanh niên đó mà giờ đâu mất tiêu vậy, đâu? Chào thanh niên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về cái hòn đảo yêu dấu của chúng ta. Trường Sa Hoàng Sa ơi, tôi đến đây, em về rồi đấy các anh ơi. Ồ, xa xa kia hòn đảo quê nhà. Trong hai hòn đảo đó nó có một cái lõm nhỏ, nó có một cái đường, nó có một cái lõm ở ngay giữa. Mình có thể xây một cái cầu, một cái cầu bắc từ cái đảo này qua cái đảo này ở đây. Nói chung là cái lõm này nó cũng không có sâu lắm đâu, nhưng mà có điều hơn là chúng ta có thể lợi dụng cái này mà kiểu như là xây một cái gì đó nhỏ xinh xinh. Trời ơi, bọc lộn hoài. Nhỏ xinh xinh chẳng hạn đó, mà bắt qua đồ các thứ. Một cái cục chim đá. Cho cái này vô đi. Ủa sao mấy cây này chưa lớn nữa trời. Thế là mày chọc đúng chỗ, trồng không hợp phong thủy, trồng cây cũng phải coi phong thủy nữa, mệt lắm rồi nha. Rồi đó, đổi hướng xíu rồi. Rồi đó, ừ,
kỳ tự nhiên ấy. Cái ngộ ngộ mấy cây nó cứ nhìn hoài rồi mình không làm được công chuyện gì luôn á. Mấy cái mầm cây đó nó mà không lớn hay là mình hơi bị mệt luôn đấy. Bây giờ là chuyên mục đảo, chuyên mục tìm kiếm kim cương, nhưng với tốc độ chậm chạp và e ngại lo sợ và dễ dãi chúng ta không có gì cả. Sắt là không có, là không có sắt nè, không có, không có sắt, không có giáp, không có khiên, khiên giáp sắt rồi đủ thứ là không có rồi. Mình đã đến nơi rồi mọi người ạ. À, đây à, đây mình đã đến nơi rồi và chúng ta đã chúng ta đã đến từ tầng 11. Bây giờ thì thực hiện công việc đào và tìm kiếm kim cương thôi. Ủa, chuyện gì có sắc nè, hay lắm. Thì mình đào một hơi thì mình đã ngưng. Bởi vì đơn giản là mình đang bị cân đối là hiện tại bây giờ mình chỉ đào được một đường thẳng thôi, còn dạt qua hai bên thì mình vẫn chưa đào. Đó, mình đào cũng được 125 sắc. Wow, mình cũng đào được 25 sắc rồi, cho nên là mình bây giờ hiện tại là mình sẽ lên, nhưng mà mình nung đóng sắc này ra mà nâng cấp lên thời kỳ độ sắc của mình. Nhưng cái gì thì nó cũng cần phải nâng cấp thôi. Đó, chúng ta nâng cấp lên được cái đồ nào thì chúng ta đỡ được cái đồ đó. Cái cha không? Chết rồi. Ui. Lúc nãy là ha, là ở phía trên đầu mình á, nó chỉ là ở phía trên đầu mình nó chỉ là một cái hạt lava nhỏ thôi, chỉ là một cái lava nhỏ chứ không phải là lớn ra gì đâu. Là bính cái là xong mà, nhưng mà tại vì mình để cho nó sáng. Để cho nó sáng thôi, để cho nó có ánh sáng, như lại đừng có cho quái nó xuất hiện. Mình mà lắp cái lava đi nó tắt tối là quái nó xuất hiện thì quái xuất hiện thì bạn biết rồi đó. Rất là phi phức. Các bạn sẽ nói là ủa mắc mới gì đặt mấy cái bậc thang này chi, thì nói chung là đặt mấy cái bậc thang này mình chúng ta sẽ đi lên rất là nhanh và nó rất là dễ. À, như các bạn thấy đó, đặt bậc thang đi rất là dễ mà còn nhanh nữa, cho nên là mình sẽ đặt. Mình thấy mấy ông YouTuber rap bên nước ngoài á, chuyên gia hay chơi hay đào xuống đặt ba này không nè. Mình mới thắc mắc là ủa đặt này chi trời, đặt mấy cái này chi vậy, đặt mấy cái này chi cho nó mất công và nó tốn thời gian rồi cái thứ mà mình thử. Nhưng mà mình thấy là ham mấy ông đặt xong rồi ông đi tranh tụng mọi người đó. Nhưng mà ông chỉ cần phải đè phím, ông đi một phát một lên tới từ phía dưới nữa, ông đè phím một phát lên cái gieo một lên tới chờ phía trên, đè phím một phát gieo cái đi xuống tới dưới liền. Nhưng mà nó rất là nhanh và nó rất là tiện. À, bây giờ chúng ta đã có lúa rồi, nhưng mà chúng ta không có bò. Chúng ta không bò, chúng ta không cừu. Và chúng ta bây giờ chúng ta không bò, không cừu, không gà. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì đây trời? Mình phải qua bên kia mình dụ về. Mình phải dụ bò, dụ gà về. Mà nhất thời bò nó xuất hiện nó ghê chứ. Nhất thời bò nó đâu có xuất hiện đâu. Cái cây nó lớn rồi nè. Mình sẽ chặt cái cây này luôn. Mình sẽ làm cái thùng phủ phân. Mình nhớ là nó phải vậy nè. Ừ đúng rồi. Rồi đó. Còn dư 4 hạt giống nè. 4 hạt bí ngô đặt vô luôn. Đây. Cảm ơn bạn đã xem video, chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Yeah.
hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.